Gà quay chín, sau đó được quyết sốt gia truyền để tăng hương vị thơm ngon. Ủa vậy là chín rồi đó hả chị? Ngon quá. Ăn bánh chung kia hả? Dạ. Thử đi. Ngon, sao không được. Chị cắt nhanh quá ha. Chưa 8 phút luôn á chị. Dạ. Cùng mình. Gà chín, da gà rất giòn, một suất một con gà quay kèm 4 cái bánh bao, giá là 179.000. Nếu muốn ăn cùng cơm thì mua thêm ống cơm la 15.000. Một con gà quay cũng khá lớn, đủ cho 3 đến 4 người ăn nhé. Tiệm bán cả ngày theo địa chỉ trên hộp, nhưng 3 giờ chiều thì có bán ở Nguyễn Xiển, khúc gần ngã ba Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng, thành phố Thủ Đức. Video này kỷ niệm đêm Noel năm 2023, mình mua nguyên con gà quay về ăn. Chúc mọi người những ngày cuối năm 2023 ấm áp và an lành.